chào mừng tất cả quý vị các bạn đến kênh video của điện máy Cường Linh cũng như là cơ khí Tuyền Thành. Thì trước mắt bà con đây là cái sản phẩm máy thái chuối mịn đa năng, bà con có thể vừa bằm chuối vừa bằm cỏ ra dạng mịn hoặc dạng thô. Thì đối với cái dòng máy thái chuối mịn đời mới này thì hiện tại cái giá bán ở tháng 7 năm 2023 hiện tại đang là có những cái mức giá như sau. Thì ngay bên cùng đây của bà con là cái dòng máy khung không. Khung không thì đang có giá là 1.100.000, là đã bao gồm cho bà con một cái khung với cái độ dày của thép dày 2 ly này, cộng với một cái dao nhíp ô tô là dao thái mịn hoặc là dao thái thô. Còn nếu như bà con nào có nhu cầu mình nuôi được cả trâu bò, cả gà vịt thì mình có thể lấy được cả dao thái thô, cả dao thái mịn để đảm bảo được cái công năng sử dụng cho bà con là đầy đủ nhất. Còn lại ngoài ra thì nếu như bà con chưa có motor thì mình có thể cân đối qua hai dòng motor 1.1 hoặc là dòng 1.5 bên này, thì đang có giá là 2.1 và 2.7. Đấy, còn nếu như bà con nào vẫn muốn sự đa năng hơn thì có thể mua thêm một cái dao thái thô có giá hiện tại là 200.000, thì bà con có thể cộng vào để mình sử dụng đầy đủ hết công năng của máy. Thì máy hiện tại thì sẽ có hỗ trợ cho bà con thử máy ngay tại nhà. Đấy, sau đây điện máy Cường Linh xin giới thiệu đến cho bà con cái cấu tạo cụ thể của từng máy luôn, để bà con có cái nhìn trực quan cũng như là biết máy nó hoạt động như thế nào, để mình cân đối mua con máy để về sử dụng trong chăn nuôi, trong sản xuất chế biến thực phẩm chăn nuôi ngay tại nhà. Thì đây trước mắt bà con đây là cái dòng máy thái chuối mịn do điện máy Cường Linh cũng như là cơ khí Thiên Thành sản xuất. Thì với những cái đặc điểm cải biên so với những cái dòng máy thái chuối mịn đang có mặt trên thị trường, đấy là chính phần miệng vào chuối đây. Thì với kích thước đường kính miệng là 20 phân thì bà con có thể cho một cây chuối có đường kính 20 phân khá là rộng vào trực tiếp vào đây luôn, cho cả cây vào mà không phải chẻ ra. Còn đối với những cái dòng chuối nó to quá thì bà con có thể bóc bớt bẹ ra và trực tiếp gom những cái phần bẹ đấy để thái lại thêm một lần nữa, thì cũng rất là tiện lợi và dễ dàng. Và so với những cái dòng máy thái chuối đời cũ thì bà con phải chẻ ra, nó rất là lằng nhằng, và bà con có những một số bà con thái tay và bằm ra nữa thì nó rất mất thời gian cho bà con trong cái quá trình mà chuẩn bị chế biến phần thực phẩm cho gà vịt cũng như là cho trâu bò ăn hàng ngày. Thì đối với một cây chuối khoảng tầm 2 mét và có đường kính khoảng tầm 20 phân thì bà con chỉ mất trong thời gian khoảng tầm 1 phút thì bà con có thể thái xong một cây chuối rồi, rất là nhanh. Thì đối với bà con nào chăn nuôi ít cũng như là chăn nuôi nhiều lên một chút thì tốc độ đấy cũng khá là phù hợp rồi. Đấy, còn cái phần miệng đới chuối này có những cái đặc điểm đặc biệt, thì là có những cái phần đới chuối ở phía dưới là tầm 40 phân và nhô ra như thế này đây. Thì cái đặc điểm của việc này là thiết kế cho bà con trong cái việc sử dụng là công thái học, thì nó sẽ đỡ cái phần cây chuối. Với cái bà con nào mà sử dụng là phụ nữ thì cái phần chuối nó khá là nặng, thì với cái phần miệng đới chuối dài 40 phân như thế này đây thì sẽ giúp cho bà con trong quá trình sử dụng thì nó sẽ không bị mỏi tay. Và thứ hai là cái phần miệng trên thì đã được khoét vào phía trong, chỉ dư ra khoảng độ tầm 7 phân thôi. Thì với cái thao tác bà con đặt cây chuối từ trên xuống dưới thì mình sẽ đặt gọn vào đây luôn. Đấy, mình đặt từ trên xuống dưới nó sẽ gọn vào đây luôn, chứ không như một số cái dòng máy thái chuối ở trên thị trường thì nó sẽ cắt tròn cho bà con ngay đoạn này luôn. Thì bà con phải đưa từ trước vào, mình cứ nhét vào như thế này thì nó rất là mỏi tay và cũng như là thao tác nó không được thuận tiện. Đấy là những cái điểm ưu việt do điện máy Cường Linh có cải tiến về cái phần miệng đới chuối này. Và thứ hai là cái phần khóa gài. Khóa gài thì cũng đã làm cho bà con hai cái ở một góc, một cái ở góc 12 giờ và một cái góc 3 giờ rồi. Thì máy sẽ mở khi bà con muốn kiểm tra dao, phần dao và sử dụng máy thì mình sẽ khóa hai phần khóa gài này. Còn khi mà bà con muốn tháo ra để kiểm tra dao thì vệ sinh máy thì mình sẽ tháo hai phần khóa gài hai bên này. Đấy, và mở ra như thế này đây. Máy thì được mở theo kiểu vỏ sò. Đấy, mở ngang như thế này ra cho bà con. Bên trong thì khi mà mở máy ra thì bà con có thể thấy được cái phần dao. Dao là dao nhíp ô tô. Đấy, cực kỳ sắc bén. Thì bà con sử dụng trong thời gian lâu dài thì chỉ cần mài lấy ra và mài qua một số đường thì dao sẽ sắc lại, không cần phải mài quá nhiều. Đấy là đặc điểm cực kỳ ưu việt của cái dòng dao nhíp ô tô. Đấy, và cái phần tỉ mỉ hơn nữa thì bên kênh điện máy Cường Linh cũng như cơ khí Tuyền Thành cũng đã nhắc bà con rất là nhiều rồi, là cái phần nước sơn. Đấy, cái nước sơn văn búa này thì nó sẽ có cái độ bám tốt hơn, và cũng như là nó sẽ thứ nhất là cái thẩm mỹ, và thứ hai là cái đảm bảo được cái tuổi thọ sử dụng của cái phần khung thép này nó sẽ tốt hơn so với những cái dòng mà nó không sơn. Đấy, có những phần trong như thế này đây thì một số cái dòng máy kém chất lượng trên thị trường thì sẽ không để ý cái phần sơn ở phía trong này. Nhưng mà cái điểm quan trọng, cái phần sơn ở phía trong này là vô cùng quan trọng nhé. Thì bà con thái chuối bằm cỏ thì nó sẽ ra những cái phần nước, những cái phần mét. Nếu như mà không có cái lớp sơn này thì trực tiếp cái phần nước, cái phần mét nó sẽ ăn vào phần chỗ khung thép luôn. Và trong thời gian lâu dài, có thể là đối với những dòng kém chất lượng trên thị trường nó làm bằng tôn thì nó có thể hỏng trong vòng vài tháng. Còn đối với điện máy Cường Linh, thứ nhất là cái dòng khung thép 2 ly này nó đã chắc chắn rồi, và thêm một cái lớp sơn ở phía trong nữa thì bà con sử dụng trong thời gian lâu dài là vô cùng yên tâm về cái phần chất lượng. Đấy là những cái đảm bảo do điện máy Cường Linh giới thiệu qua cho bà con trên video. Và khi mà máy về đến tận nhà thì bà con vẫn kiểm tra in đúc như trên video như thế này đây. Đấy, còn khi sử dụng thì bà con đóng nắp lại. Đấy, và trực tiếp khóa gài ở góc 12 giờ đây, ở góc 3 giờ đây.
Đấy, thì nó sẽ cố định 3 điểm cho bà con như thế này thì cực kỳ chắc chắn luôn. Bà con ấn phần miệng nó cũng không hề nhúc nhích luôn. Thì khi mà sử dụng như thế thì nó vô cùng an toàn. Còn máy thì tất cả được làm 4 chân như thế này đây. Và được đặt theo một góc thoải ra phía sau khoảng tầm 15 độ. Thì nó sẽ giúp cho bà con đặt cái trọng tâm của máy nó dốc lên phía trên. Để trong cái thao tác bà con sử dụng thái chuối thì nó sẽ không phải cúi người quá nhiều. Đấy, và 4 chân như thế này thì được hàn những cái phần bệ tròn. Nó sẽ giúp cái bề mặt tiếp xúc với mặt đất nó sẽ tốt hơn. Để cho bà con sử dụng trong quá trình sử dụng thì cái máy nó không bị trượt, không bị trơn. Đấy, đặt bà con chú ý khi mà sử dụng cái phần máy thái chuối này, mình đặt ở cái bề mặt bằng phẳng để đảm bảo là sử dụng máy được an toàn và đảm bảo cái công suất đầu ra là tốt nhất. Đấy, còn về phần motor thì sẽ có những cái phần motor thì hiện tại trước mắt bà con là có dòng motor 1.1 và phần motor 1.5. Tất cả là motor dây đồng, tua là 2009, bảo hành cho bà con 1 năm. Thì ngoài ra bà con vẫn có thể nâng cấp lên cái dòng motor 2.2 nếu như bà con có nhu cầu cần nâng cấp lên motor khỏe hơn nữa. Thì có dòng motor 2.2 thì bà con chỉ cần bỏ ra thêm 200.000 nữa thôi, là 2.900.000. Thì bà con có thể có một cái phần motor 2.2 rồi rất là khỏe khoắn rồi. Thì hiện tại thì bà con nếu như mà mình sử dụng gia đình thôi, dùng ít thôi thì mình có thể lấy motor 1.1, hoặc là lên nữa thì mình dùng motor 1.5 là được. Nếu như mà không cần thiết phải nâng lên 2.2, đấy là nó khá là dư dạ. Đấy, còn trọng lượng của máy thì tầm độ 30 cân thì bà con di chuyển nó cũng đã khá là dễ dàng thôi. Một người hoặc là nếu như mà cần thiết thì mình có thể sử dụng hai người để di chuyển cái phần máy này trong quá trình sử dụng. Đấy, thì bà con có nhu cầu mua cái máy thái chuối mịn, bằm chuối mịn thì có thể liên hệ bên điện máy Cường Lên, địa chỉ 36 Cầu Điển, xóm Bảng, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình đây, 0962 133 858, để được báo giá và tư vấn cụ thể về sản phẩm. Máy thì chuyển đến tay bà con là hoàn toàn là nguyên đai nguyên kiện như thế này đây. Thì ngay sau phía sau đây bà con cũng có thể thấy được toàn bộ hàng đã được đóng khung gỗ chắc chắn như thế này đây. Thì chuyển đến tay bà con thì tất cả cũng đã được bọc kỹ và đóng khung gỗ chắc chắn rồi. Thì bà con về có thể tháo ra và cắm điện vào để test thử máy. Đấy, thì đảm bảo cho bà con thứ nhất là chất lượng và thứ hai là cái hàng của do điện máy Cường Lên thì nó sẽ là chắc chắn hơn và có chế độ bảo hành 1 năm. Đấy, chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video chúng tôi. Nhấn nút đăng ký để xem những video mới nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại. Chân thành cảm ơn.